Cuối tuần chuyên mục mua hàng trên mạng và thực tế. Đây là cái đầu giường của hai vợ chồng mình do ba mẹ mua, cho nên bây giờ mình muốn che nó lại vì Kubo đã làm bị mẻ một miếng. Mình quyết định mua cái tấm bọc đầu giường này bởi vì nó siêu tiện luôn nè. Cái mặt mà có phần hình vẽ thì hình như là nỉ nhung, còn đằng sau thì là thun, mình cũng không có rành nữa. Cái phần mà thao tác thì rất là dễ dàng luôn, giống như là mình mặc cho cái đầu giường một cái áo mới vậy đó. Chỉ đơn giản là lồng vô xong mà kéo xuống, không có hề khó. Nhưng mà cũng có phát sinh một cái vấn đề khá là nho nhỏ. Mặc dù đã chú ý đặt cái kích thước là 1m8 đúng vừa bằng cái giường này luôn, nhưng mà không hiểu tại sao cái miếng này nó có vẻ là nhỏ hơn so với tưởng tượng. Nhưng mà tính ra nhìn nó cũng khá là tự nhiên, chắc là cũng không ai biết đâu nha, giữ bí mật. Ủa, chiếc phi thuyền mới hạ xuống đâu mất tiêu rồi ta? Mình nhặt được ở trên mạng cái bí kíp làm hành phi không cần phải phơi nắng mà chỉ cần có một muỗng dầu mà thôi, làm như thế nào nhỉ? Bà ngoại thì lại không tin, vẫn quyết định giữ cái bí kíp bất bại. Thì cùng làm hai cách thử xem kết quả coi cái nào mới lợi hại. Mình cần hành tím sắt lát khoảng cỡ nửa ký, dùng khăn giấy thấm thiệt là khô đi. Giang ra dĩa, trộn đều với một muỗng dầu ăn và lấy một tờ khăn giấy phủ lên bên ngoài. Giờ thì cho vào lò vi ba, lần thứ nhất mình sẽ quay trong vòng 4 phút. Lấy ra, trộn thiệt là đều, bỏ tờ khăn giấy đi và tiếp tục quay tiếp trong vòng 3 phút nha. Lần thứ ba lại lấy ra, dùng muỗng trộn thiệt là đều rồi tiếp tục quay trong vòng 2 phút. Mình sẽ quay tổng cộng là 6 lần, những lần tiếp theo cả nhà cứ lấy ra và quay lần lượt trong vòng 30 giây cho đến khi nào nó giòn thì giòn. Thôi nhé, mình làm sắp xong rồi, còn có lần cuối cùng nghiếu qua bên phải coi cái của mẹ. Bà chuẩn bị một cái chảo sâu thiệt là nhiều dầu. Sau đó ngoại trộn bột chiên giòn và hành đã thái lát lại với nhau, cho một chút xíu muối và chanh vào chảo. Giờ thì đã đến lúc cho tất cả hành vào đảo. Đến khi mà hành bắt đầu chuyển thành màu vàng thì mình nhấc chảo ra ngoài nào. Cái dầu còn thừa lại bây giờ người ta gọi là dầu đã khử hành và nó rất là thơm, mình có thể dùng để chế biến những món khác luôn đấy. Ý mẹ xong rồi nè, nãy giờ con quên bấm nút, còn lần cuối cùng nữa thôi mẹ. Đây là kết quả của mình, còn đây là kết quả của mẹ. Cả nhà có còn cách nào làm cho hành giòn nữa không, hãy chia sẻ với mình nữa nhé. Nước đang sôi mà bắn lên tung tóe, may mà mình né được á. Tranh thủ lúc ba tên em bé đưa hắn đi học rồi đóng luôn tiền điện nước thì mình sẽ mở ra ăn thử cái này trước. Bên trong có một gói mì to đoành và 4 gói gia vị. Từ lúc đi sanh chưa sử dụng lại cái nồi thần thánh này, hôm nay lấy ra luộc mì cho nó nha. Cái bịch này thì có hút chân không nhưng mà khá là trơn đó nha. Cộng nào cũng nấy to quá trời quá đất luôn, cho nên khi rớt xuống nước bắn lên tung tóe. Không hiểu sao nước sôi rồi mà nó không có rời ra, vẫn cứ kết thành một mảng. Không có thịt thì ăn thiệt là chán, mình cho thêm nhân nhị vô nè cũng là một cách để ăn đỡ ngán. Đóng nắp lại và chờ sôi. Ngửi mùi thơm là biết chín rồi, nhưng mà nguyên cái tảng này nó không có ý định gỡ rối. Tự nhiên nó rớt ra một miếng, ăn thử xem sao. Tuy mềm nhưng mà vẫn giữ được độ dai. Để thêm từ 2 đến 3 phút rồi mình sẽ vớt hết tất cả ra. Đang gấp bỗng nhiên cái xoa, ui một pha nguy hiểm quá xác. Gấp hết ra tô và đến bước nêm nếm gia vị nha. Bịch này thì có vị mặn giống như là nước tương. Cái này thì chua lè, mới nghe thôi là biết mùi giấm. Gói này thì chắc là dầu và cuối cùng là sa tế cho ít thôi nha, không thôi là lát nữa cay lắm đó. Trộn đều lên nhưng mà nói thiệt, nếu mà không có nhân thì nhìn nó buồn so à. Theo cảm nhận của mình thì sợi mì giòn dai giống như 4-5 cọng bánh canh gộp lại. Sợi mì to và nặng rất là dễ bị trượt và nguyên một cọng dài thì khó mà dùng đũa để gấp được. Nói chung lại vị chua mặn và có mùi thuốc bắc, mình nghĩ là không hợp với người Việt lắm đâu. Thấy ba tên em bé rầu rầu mình mới hỏi tại sao thì ra là đến sao vẫn chưa kịp đóng tiền điện nước. Trời, ai bảo không hỏi em trước, ở trên Shopee có hết mấy cái dịch vụ đó rồi, thanh toán cước và cả tiền điện nước, không có cần phải đi đâu đâu. Lại còn có nhiều mã giảm giá rẻ hơn tự đi thanh toán nhiều, cứ để em lo. Đối với thanh long mình thường ăn trực tiếp như thế này, nhưng mà hôm bữa coi trên video mình phát hiện được một cách làm nước ép nhưng không cần máy xay, cũng rất là hữu hiệu khi mà mình trữ đông lúc mà mình mua quá là nhiều để giải cứu thanh long. Nếu mà muốn cho nước nó trong thì cả nhà hãy dùng thêm một trái thanh long ruột trắng, hay là giống như mình nè, dùng toàn là thanh long đỏ và mình rất là mê màu hồng. Sau đó mình sẽ cắt nhỏ cho vào hộp đóng chặt lại, mục đích là không để hơi đá xâm nhập từ bên ngoài. Mình cũng có thể làm giống như trong video là dùng bao ni lông bao chặt lại, nhưng mà do cả nhà nhắc nhở nhiều nên mình cũng đã có ý thức giảm thiểu rác thải rồi. Giờ thì cho vào ngăn đá nha, khoảng cỡ 2-3 ngày mình mới lấy ra. Mình sẽ dùng một cái nồi hoặc cái tô để hứng cái phần tan đá, mất khoảng từ 2-3 tiếng để cho thanh long rã theo kiểu tự nhiên. Phần bã này mình cũng có thể đem đi xay để làm sinh tố. Tèn ten quay đi quay lại mình đã có nguyên một tô. Nếu có thêm thanh long trắng thì màu sẽ đẹp hơn nữa. Vì đã ngọt sẵn rồi chỉ cần cho đá vào thôi, không cần phải pha thêm đường đâu. Và uống cái nước ép này vô, môi mình đã đỏ hơi lố luôn nè.